Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với Vietnam Guy Stand Up. Hôm nay thì mình sẽ cho mấy bạn xem một cái case study của một cái bạn làm tham gia từ ngày 8 tháng 8 năm 2023, và tới tính thời điểm hôm nay thì nó đã qua là 1 năm 2 tháng 10 ngày ha mấy bạn ha. Ok, thì mấy bạn sẽ xem nè, rất là kinh khủng. Thì mình sẽ bày cho mấy bạn từng bước luôn. Rồi ok, 126 ngày lượt xem, 126 ngày lượt xem. Thì mình sẽ không có bấm vào, thì mình tí nữa là mình sẽ làm cho mấy bạn xem. Ok, thì cái tính chất của một cái video short như thế này á, đó là những cái sự thật thú vị, amazing fact các mấy bạn. Thì mình sẽ cho mấy bạn xem. Cái này là nó kiếm được khoảng là 2,6 tới là 41.000. Thì mình nghĩ là nó cũng không có chính xác đâu. Nó sẽ rất là khập khiễng. Rồi. Ok. Thì mình sẽ vô trong YouTube. Mấy bạn sẽ bấm cho mình là fact để xem những cái loại đó, kiểu như vậy đó. Đó thì mình không có bấm vào là tại vì nó ảnh hưởng tới video nha. Thì mấy bạn sẽ tự check. Ví dụ như là amazing, hay không? Amazing fact. Nó đứng đầu đầu tiên luôn, rất là kinh khủng. Cái ngắn này nó khá là đông. Kiểu như vậy. Thì short thì mấy bạn sẽ gặp đâu đó là những cái video của bạn này ở trên này luôn, rất là kinh khủng ha. Rồi ok, thì mình sẽ bắt đầu với cách là như vậy. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có là một cái background ở mang background video mang cái từ khóa là satisfied, có nghĩa là sự hài lòng. Thì có một cái vấn đề xảy ra, đó là khi mấy bạn làm kênh này á mình không biết là họ sẽ kiếm tiền bằng một cái phương thức nào, nhưng mà mình check ở bên này thì nó lại hiện tiền, và bên này thì nó lại không kiếm tiền được. Thì có rất là nhiều cách, nó không hẳn là kiếm tiền bằng ad revenue, có nghĩa là mấy bạn sẽ kiếm tiền từ sách. Ví dụ như mấy bạn bán sách là fact book cho chị em chẳng hạn, người ta sẽ rất là thích coi, kiểu như vậy. Đó thì mấy bạn đăng ký với Amazon quá trời luôn. Đó thì mấy bạn làm một cái list 10 cái top reviewer. Thì có sao nói vậy, mình không có thổi phồng bất kỳ như người khác. Và nếu như mấy bạn làm được một cái ngách này thì mấy bạn chắc chắn cũng sẽ có những một cái lượng traffic rất rất là kinh khủng để đổ về kênh mình ha. 186 triệu lượt xem nó không phải là đơn giản đâu. Rồi ok. Chúng ta sẽ ví dụ như là mình sẽ nhập cái từ khóa satisfied ở đây. Thế bạn sẽ lấy, thì mình rất là thích cái dạng những cái video nó đây rất là đẹp mấy bạn, rất là đẹp. Bạn không cần phải làm như họ, tại vì quay lại bên này mấy bạn để ít kỹ nè, cái kênh này á, nó check là không có kiếm được tiền. Ở này cũng vậy, thì nó ghi là một vài video không phải là gốc, có nghĩa là những cái background của họ là lấy từ ở đâu đó. Thì tới nữa mình sẽ bày cho mấy bạn thêm, không vấn đề gì đâu. Họ có thể là họ làm lần đầu tiên, hay là họ thích như vậy, nhưng mà mình đang nói về cái việc là tối ưu ở một cái trạng thái nó kinh khủng nhất có thể nha. Rồi ok, mấy bạn thấy mình sẽ gõ vào rồi, và mình lấy vào trong này. Rồi ok, thì như là mấy bạn thấy là đây là một cái vừa mới hoàn thành xong một video khá là kinh khủng.
lot of work. Rất là khá là mệt, nó chỉ có 1 phút thôi nhưng mà đòi hỏi khá là nhiều thứ nha. Ok, rồi mình xin phép là mình sẽ xóa hết mọi thứ luôn để bắt đầu cho mấy bạn xem. Ok, rồi chúng ta sẽ có một cái video khoảng 8 giây ha. Ok, rồi tiếp đến nữa là content. Content thì mấy bạn vô Quora đây. Rồi mấy bạn bấm vào cho mình vô Willpot đi. Xem nữa là 230W. Thì cái này nó khá là dài mấy bạn. Đó, kiểu như vậy. Thì mấy bạn làm đơn giản thôi. Mấy bạn có thể vào bỏ trong ChatGPT, hoặc là mấy bạn kiếm một cái bài nào đó nó ngắn ngắn thôi, kiểu như vậy. Đây. Đây, cái bài này. Rất là ngắn ha, rất là okay. Cái này khỏi cần check luôn. Mình sẽ lấy nó luôn và mình sẽ làm luôn ha. Alright. Bỏ bớt đi. Cái này bỏ bớt đi ha mấy bạn ha. Không cần. Không cần thiết. Mình sẽ làm ngắn nhất có thể nhưng vẫn giữ được nội dung những cái râu ria cái này nọ. Like. Ok. Giọng thì mình sẽ lấy giọng của Rai. Rồi ok, check. What did you learn too late in life? Giọng khá là hay nha mấy bạn, rất là hay. Mình làm bên Event Lab là mình cảm giác như là nó có cái gọi là nó có những cái biến thiên ở trong cái voi á. Cho nên là khi mà mấy bạn làm á, mấy bạn có thể là đầu tư. Tại vì cái thật ra là YouTube nó vẫn cho kiếm tiền với lại AI, nhưng mà những cái giọng đọc AI mà robot á, thì họ sẽ check cái kênh đó gọi là không chất lượng mấy bạn. Rồi ok. Ở chỗ này thì mình sẽ có là mấy bạn thấy không? Rồi mình ở chỗ này thì mình lúp nó lên. Còn không thì mấy bạn đào đào tiếp những cái video như này mấy bạn bỏ vào cho nó đẹp nha. Là xong. Ok. Rồi ok. Hiện tại chúng ta là có một cái hơi quá. Rồi ok, chúng ta sẽ bỏ bớt đi. Bỏ bớt đi. Bỏ bớt. Rồi ok, chúng ta sẽ bỏ bớt. Tới đây là được. Rồi, cái phần này mấy bạn sẽ làm sao cho nó gọn gàng một chút xíu ha. Chúng ta sẽ tăng cái speed lên 1.2. 1.1 thôi. Rồi ok, và bỏ cái này vào là xong. Mấy bạn đã có một cái video để mấy bạn làm. Rồi. Ok. Và mọi người sẽ vô cho mình là test. Bấm là auto caption. Ok. Không biết là cái voice của mình chỉnh, không biết là mấy bạn nghe có rõ hay không. Mấy bạn có thể comment để mình tiếp thu nha. Tại vì là nhiều khi cái voice nó bị Cold in smelly shoes, rooms. oh no no no. Sai mất tiêu rồi. My grandmom. Ok, sorry mấy bạn. Đây. My grandmom.
Charcoal is often overlooked, but it's incredibly versatile. Oh, no, bị trên rồi đi. What did you learn too late in life? Đó ba. Sorry mấy bạn nha. Nó hơi trục trặc một chút. Ok, cái này mới đúng này. What did you learn too late? Ok. Mấy cái ảnh ở bên Pixel á, tới bây giờ những cái kênh chuyên nghiệp á, người ta vẫn xài luôn. À, thì mình nghĩ là nó không bị bản quyền. Ok, cái này là có late in life. Five things I think I... Mấy bạn đợi chút xíu. What did you learn too late? Mình sẽ vô trong phần text và vô trong cái phần tệp con của nó là template và các bạn chọn cho mình. Rồi ok. Chúng ta sẽ xem. Đây là thành quả. What did you learn too late in life? Five things I think I learned too late in life. In your early 20s, don't focus solely on money. Work on your skills, and money will come. You don't need a college degree. Rồi, cái này nó hơi bị lỗi ha. Sẽ chỉnh lại một chút xíu. Cái này bỏ đi. Nhiều khi cái cấp kết nó cũng bị khùng á mấy bạn. Làm nó. What did you learn to... Ok, cái phần này rồi mấy bạn bấm vô cho mình lại là cái chữ test và mấy bạn bấm cho mình lục tất những cái template để mấy bạn làm. Thì cái chữ thì có thể là nó đổi lại màu khác chẳng hạn. Mình thấy cái màu này nó giống với cái màu carry nè. Chắc là mình lấy cái màu cam đi. Cam nhạt không một chút xíu ha. Rồi ok. Các bạn xem nhá. What did you learn too late in life? Five things I think I learned too late in life. In your early 20s, don't focus solely on money. Work on your skills and money will come. You don't need a college degree or even any work experience to earn a good income. Raise your skills to a level where they can create value for other people. Ok, khá là ok. Có vài đoạn nó bị nó không có caption được thì mấy bạn có thể là tự bỏ luôn nha, không vấn đề hết. Thì mình đây là mình làm demo cho mấy bạn. Rồi, ok. Thì đây là một cái video của mấy bạn. Thì mấy bạn có thể là chèn thêm những cái effect cho nó đẹp. Raindrop nè. Doubt. Consistency is the key. Mình sẽ bỏ cái nào nó noi một chút thôi. Đặt nai đi. Dạ. Ok. Oh, cái này ghê quá. Rồi, bỏ cái nào nó Doubt. Cái này còn không được. Rồi cái này chỉ là phụ thôi, không vấn đề gì đâu. Noise. Cái này mình hay xài. Doubt. Consistency is the key. Doubt. If even small steps. Ok ha. Cái này thấy ổn hơn này. Filter. Size. Can add up to big progress over time. Prioritize your health. When your health
healthy, you have a million desires. But when you don't have your health, you have only one desire. Rồi, ok. Thì mấy bạn xuất thôi ha. Rồi, ok, sẽ quay, bây giờ sẽ quay lại với lại cái phần content. Thì mấy bạn sẽ viết rất là nhiều rất nhiều thứ ở trong này. Rất là nhiều thứ mấy bạn sẽ phải làm việc với nó. Những cái group mấy bạn có thể join, mấy bạn có thể tham gia những cái group và mấy bạn làm. Đó, thì có thể là người này chuyên nghiệp và người kia không chuyên nghiệp. Mấy bạn làm nhiều thì mấy bạn sẽ biết nhiều và bạn nên chọn những cái cần đây nào ha. Đây, ví dụ như cái này 19-20. Ví dụ như là dài quá thì mấy bạn sẽ dùng ChatGPT để mà trip cái information, cái lượng thông tin nó lại ha. Đây, đây cũng được luôn. Cái này. Rồi, mấy bạn bấm. Bỏ qua đây trước. Rồi, cái phần núi bỏ đi tại vì corona hay này kia kia nọ nó đã quay mất tiêu rồi. Đó, rồi, mấy bạn. Rồi, mấy bạn copy mình. Brief me this information shorter 50%, but still keep core value. Rồi, 2 chấm bằng khá là nhiều. Rồi, grip đi. Ok, rất là tuyệt vời mấy bạn. Đó, mấy bạn thấy không? Rất là tuyệt vời. Nó chỉ có khoảng 12 thôi. Đó, thì mấy bạn phải vô trong cái report mấy bạn xem. Chạy, chỉ có 153 từ thôi. Chỉ có 37 giây thôi mấy bạn. Đó, rồi. Ok, thì quay lại với vấn đề là mấy bạn có thể hoàn toàn có thể làm được một cái kênh như thế này. Và thậm chí là mấy bạn có thể làm hay hơn họ luôn ha. Ok mấy bạn, chúc mấy bạn một ngày tốt lành nhé.